Welcome to Channel Foreign Languages. In this video, I will teach you all the English grammar topic, the past simple spelling rules. Let's get started. Chúng mình xuống nâng xong và cùng mở kênh Channel bằng riêng Pisa Bolte. Thay nick chúng bạn trên video thứ 11 tiết và tiện tờn tờ nâng ca sắc xá tờ lờ past simple spelling rules. Cứ lẽ khăn bỏ cóp nè tên là cao thông đà. Thật ta nâng tên là cao thông đá dương mình lẽ khăn bỏ cóp ở vầy khá. Bạn đối chết đang bây giờ bộ tổng thiệp bản đấng xôm chi tạm đàn thực xá chiều mùi video dược sống đôi tờ tờ. Bà past simple spelling rules bà lẽ khăn bỏ cóp này ở tên là cao thông đà. Trong này tìm mùi cứ in general terms nơi khăn nông biết xong đầy tư tớ add ed bà bằng time ed to the best form of most verbs cứ bằng time ấy bằng time ed to the best form tờ cánh tùm rục đá ấm of most verb này kê giả sắp phía tràn bà dùng mưu ưu tiêu hóa chia start tờ chia started bà start chập đá ấm started bàn chập đá ấm call how call the ban how tp verb ending in e kê sắp đal bằng chọc the e at d bằng time tại d tế to the best form tờ cam tụng lục đàm live live the live runner live the ban runner care dược cho tôi đã cared bà cared cared bà cái này dự án là mùi xùm lấy đi còn mùi bị cho dự án cared cứ ban dược cho tôi đã chúng nói tìm bày verb ending in consonant plus y kê sáp đa bằng chọc đòi chứ như đẹp bông y change the y to i bà đô y tờ chữ i and add ed hai bằng time e ed ưu thi hoa đi là spy tờ chữ spied bà spy bò tha dọc ca sông ngặt gật phương chữ kinh sông ngặt spider ban dọc ca sông ngắt được ban thuê chữ kinh sông ngắt carry can sai dùa carried ban can ban sai ban dùa và dự án mà biết là carried cô phần ta mà không là ba dự án là carried và carried chúng ta tìm buồn verb ending ending này đính cứ xe chi đằng này lại đi đâu thì chi mà verb ending in vowel plus y kê sắp đa bằng chọc tự đòi sạc bộ y at ed xong bằng time ed tại mà đòn bà ưu tí hó stay sẵn nữ stayed bà dự án stayed đó bên không bị dốt dự án stayed bà bán sẵn nữ destroy bằng plan destroyed bộ đà bán bằng plan number 5 or one syllable verbs bà one syllable verbs kê sắp đa miền tay một chiếc ending in consonant bằng chọc đòi chương trình đẹp mũi plus vowel bốc sạ mũi plus consonant bốc chương trình đẹp mũi tiệt bằng chọc đòi chương trình đẹp bốc sạ bốc chương trình đẹp double the consonant đồng rút chương trình đẹp trong gói and add ed hai bằng time ed ủ thi hoa đôi chìa phía thật stop bỏ lại chốt tại vì stopped và stopped và bỏ thả bàn chụp rob và rob bỏ thả plan rob the bỏ thả bàn plan trong nói tiếp là mùi exception exception này dương bà là so si mùi nó bà exception nó bà chẳng exception đã si bà không bà exception các này được lệnh verbs ending in W and X các này được lấy kia sắp đa bình chọc tôi đòi W hay là X và ở tầm ruột tên đó nè và mixed tới chia mixed và mixed mix bỏ ra lý cho bò bình chỗ khả mixed bỏ ra bàn lý bàn cho bò bình chỗ khả so để show the bàn đề chúng nói tiếp làm phí to syllable verbs
cái giá sắp đã mình tuyên truyền with a final stress syllable prom tiền miền chiên chiên trong cõi để trở bằng kỳ sẵn cột a final stress syllable chiên trong cõi để trở bằng kỳ sẵn cột double the consonant xôm đồng rút chứ nhìn nè and add bà and add bà ed cái lãnh thêm ed đó tạm bật and add ed hai bọn thêm ed bà bật bật đi sau là ý bà and add ed hai bọn thêm ed bà dùng mưa đoàn này nát biển đi pi mặt hai sẽ có lực chương tì pi đôi chứ nét cứ dương đồng rút nè chứ nhẹ trong cái là so thi chẳng thi pi đo mà double thi bà admit bà tha xa đập hiếp admitted ban xa đập hiếp occur cả lãng occurred ban cả lãng tiếp rằng bầy verb ending in C kể sắp đai bằng chọc đà so C add add K và add K and ED bằng thay mà so K hay thay ED tiệt và frolic và frolic và chân frolic bởi thật lên giang sau bài đi đi và một tổ tiết dịch cho đó chúng mình thấy cứ how to pronounce ed at the end of a verb và rồi biết bằng chân xâm lệ và rồi biết bằng chân xâm lệ ed nơi khẳng trong này kia sập thà ta ed để nâng trong kia sắp nó trở bàn kia bằng chinh xâm lấy thả mạch it's difficult to know bà viên lòng bạc nâng đần how to pronounce ed rộp biếp bằng chinh xâm lấy ed in English chia phía xa ăn khỏe because people it's pronounced rồi viết trở bàn kia bằng chinh xâm lệnh in three different ways tam vị thí bây giang sinh khả it depends on the letter before vì a sài tờ lơ a so đề nơi khẳng mục the three ways are vị thí tiền bày nút cử thì mỗi cứ xâm lệnh it like in painted và it đôi dịp biệt thà painted thì bí xâm lệnh việc the like in played thì bấy xâm lệnh thợ like in hoped the most important thing rương đo xâm khăn bằng phật to remember is this đà trời tròn chấm is this cứ miền đôi khẳng cao này if the verb has a the or the person ba kia sắp miền kia sắp này miền đôi câu bằng chọp đòi person ba kia sắp ba bằng chọp đòi à so đi nâng à so thi đôi câu the or the sound xong lấy đi đôi câu xong lấy thi before ed nơi bì mục ed you need to pronounce it nè trơ bằng chinh xâm lệ nè nè trơ bằng chinh xâm lệ it if it doesn't person ba mình mèn tí don't pronounce an extra syllable person ba mình mèn tí xôm công bằng chinh xâm lệ chiên bằng thèm nè xong công mình chinh xâm lệnh chiêng bằng thèm bà thà bà xâm mà bị ở chỗ lẹ khăn nâng tí công mình chinh xâm lệnh bằng thèm á bà be careful xong bởi giặt it's the sound vì chia xâm lệnh not the letter mình mến à xó tì decided is pronounced decided biết decide đi và trở bàn kia bằng chinh xâm lệnh thang decide it even though tôi bày chìa
Decide ends in E. Tụi bây giờ biết decide ní bằng chọc đời E có đời. Because people, we don't say the E. Vì bố bố dương mình thì dễ so E tê. Nà bố bố dương mình thì dễ so E tê. So the last sound is the. Đôi chân này à so trong cái bà. Đôi chân này à so trong cái cứ the rư có à so đi. So for example, đôi chân này so mưa thì họ bà biết như anh ta wanted, bà nói wanted bàn chọn, ended bàn bàn chóp, decided bàn xong ra chết, admitted bàn xa rập hiếp, suggested bàn ai bà suggested bà nói bàn ai dụ bò với cô bàn lực dụ bò, recommended bàn ai ăn được xa bà pi đang bò được cái này bà suggested đi coi recommended bạn ai ăn sao đi coi bạn ai dự bỏ hated bạn stop intended bạn intended bạn miền cứu bóng nón started bạn chập đám for the other two sounds xâm rạp xâm lên pi đầu tay tiết for the other two sounds xâm rạp xâm lên pi đầu tay tiết it doesn't matter so much. Vì mình miền bánh hà chẳng tì. Just make sure còn tay bánh chí ai cho bà. Make sure nó bà. Just make sure còn tay bánh chí ai cho bà. You don't say it. Bà nẹ mình dây bị ta it. For example, stopped is pronounced stopped. Ủa thưa đây bị ta stop này ná. Bà chọc đi đi. Từ bàn kia bằng chinh xâm lên ta stopped and never stop it. Hai mân bằng chinh xâm lên ta stop it nụ tì. If the word before ed person bà piệt đài nơi mục ed ends in the sounds bằng chọc đói sâu xâm lên p f s C A Y A N C H S A Y A N S H A S O K A N D A K then anh chứng ED ED ni is pronounced trâu ban kia bằng chính xâm lấy thật th. So bà P đi bị ta stopped bàn chúc F đi bị ta laughed laughed bàn sái sợ đi bị ta promised promised bàn sân giá ch đi bị ta void void bàn tu sân á sa đi bị ta finished finished bàn bàn chóp k đi bị ta walked walked bàn đào chúng nói mùi tiết bàn áp for all other words xâm rạp biết đồ tay tiết tiếng ọ ED is pronounced the ED trở bàn kê bằng chênh xâm lên thả the bà ưu thi hoa được chứa allow nè bà trong đi allow bà allow the biết nè allow the bà đá bàn ăn nhạt cried bà bàn dũng enjoyed bà bàn sợ bài đi đi ấy cleaned bàn xong át imagine imagined bỏ ra bàn xong má xong mày ở cùng chân tổng hợp này để bàn tạm đàn tu sân à bà video mùi ní bà tiện tông tên nâng bà thì là bót đầy dương bàn lượng một phần lời ná bà hãy là nước xong xong bàn chọp trong ní hai dân video kia dương chụp nha bì rồi bìa pra simple thả ta pra simple gây pra đồng bày thua bày khá chương số 4 đó đi complete tạm đàn tư sân video này bằng tỏ ở cũng khiêm sông mình chọc trong đi bye.